Rồi, ok bạn ơi, thì bữa giờ mình làm dầu với ở xây nhà cũng đã ok hết rồi. Thì việc quan trọng của mình bây giờ đó chính là chế vũ khí và nâng cấp vũ khí siêu xịn xó bạn ơi. Thề chứ, nãy mình vừa mới đi sang bên chỗ gọi là cái ải các bạn, cái dungeon ấy. Với cả video ấy, mình lỡ chết mất phát mấy trăm cấp của mình luôn các bạn ạ. Rồi không sao bạn ơi, cấp bây giờ kiếm dễ không, có thanh kiếm này rồi thì siêu cấp xịn xó bạn ơi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái vũ khí và một cái bộ giáp gọi là siêu cấp đẳng cấp với pro nha bạn nhá. Mạnh nhất server luôn chứ cưng. Thì hiện tại bây giờ mình trong người đã có gọi là, giờ mình cho bạn xem nhá. Mình có cái này mình không biết cái gì các bạn ơi, mình thấy mình chế được là mình chế này. Một cái nắm đấm lửa này và một cái ring gọi là cộng 8 sự tấn công. Thì mình hình như là thấy một cái vòng nữa là tăng cho mình, nó chính là 8, cũng là 8 gọi là 8% sự tấn công lận các bạn ạ. Đó là cái ruby. Cái vòng ruby các bạn ơi, không phải là cái này các bạn ơi. Đây, cái này cũng tăng cộng 8% sự tấn công nha các bạn ơi. Mà cái này chế khá là dễ, chỉ cần một sợi chỉ này và một cái ruby. Ruby mình hình như đang còn hay sao các bạn ơi. Trời ơi, nhưng được còn đúng một viên thì nhớ không nhầm như thế. Đây. Đấy, ruby còn đúng một viên luôn các bạn nha. Quá là ngon luôn đấy chứ. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gọi là chế luôn một cái các bạn nhá. Nhưng mà từ cật sợi chỉ các bạn ơi, chết dở rồi, không biết sợi chỉ tôi còn không ấy chứ. Như sợi chỉ tôi bỏ hết rồi các bạn ơi. Xí bá thì cứ chứ. Thôi xong, hình như hết sợi chỉ các bạn ơi. Mấy cái đồ này chắc chắn nó không có rồi, tôi dọn hết rồi các bạn ơi. Cái lọ này có không? Lọ này hay lọ này? Sợi chỉ thường thường thì mình sẽ vứt hết đi các bạn ạ. Thôi không sao. Để mình qua bên chỗ cậu bé ngốc xem cậu bé ngốc có các bạn nhá. Xin một ít gọi là sợi chỉ đi. Xem là không có. Đây các bạn ơi, xin một ít các bạn ơi, sợi chỉ nhiều lắm, sau mình về mình trả sau nhá. Và bây giờ chúng ta qua chỗ nhà bí ngô. Trời ơi, nó lại lôi trôi tít xuống dưới này. Và bây giờ chúng ta sẽ cần một phôi netherite và một cái gì nhỉ, từ từ mình xem lại công thức bạn ơi. Hạt vàng, phôi netherite thôi. Ok, easy bạn ơi. Hạt vàng và phôi netherite. Đây, mình đang có 5 phôi netherite đây. Hạt vàng các bạn ơi, hạt vàng. Đây, đổ luôn đấy các bạn nhá. Trong này mình thấy là sức tấn công là nó ok nhất các bạn ạ, cộng 1% sức tấn công, chứ còn mấy cái như kiểu là máu không ăn thua. Mình có một cái vòng cộng tới tận cho mình là 40 máu các bạn ạ. Rất là ghê luôn mà cũng bình thường các bạn ơi. Đây, làm luôn cái vòng ruby và nó cộng cho mình là 8 sức tấn công nha các bạn ơi, 8% nha, 8% phải là 8 các bạn nhá. 8%. Đấy, bỏ nhẫn may mắn, vòng may mắn ra. Rồi, ok. Vũ khí của mình hiện tại là bây giờ đang có 11 đam. Thì sau khi được cộng mình sẽ được lên bao nhiêu đam đây? Ủa cái này các bạn ơi, nhầm. Đây, nó sẽ lên được 19 đam các bạn ạ. Ui chết rồi, cái vũ khí mình nó bị trừ tấn công nữa chứ. Cái này có bị trừ không? Đấy, cái này lên 21 đam các bạn ơi. Ui giời ơi, quá ngon luôn ấy. Mà trong khi cái này mình chưa ép sắp bén đồ này kia nhá, thì chắc là mình sẽ lấy cái vũ khí chính của mình, đó chính là cây này các bạn ạ, cây waxo này. Bởi vì cây này khi mình đánh quái, nếu mà gây cháy lên quái thì là mình sẽ được tăng mạnh về tốc độ đánh và về cái strength nhé bạn ơi. Là mình có strength 5 và đào nhanh 5 các bạn ạ. Quá là ok luôn đi chứ. Cái giáp của mình nó tên là Titan các bạn ạ. Đây, Titan. Đấy là cái loại giáp này. Thì nó sẽ tăng cho mình là 7,5% tấn công. Cũng có một loại giáp tương tự như là Royal các bạn ơi. À đây, nhầm bạn ơi. Đây, bộ giáp này cũng tăng cho mình cũng y chang bên kia. Nhưng mà các bạn để ý cái giáp màu xanh xanh không? Cái giáp màu xanh xanh thì nó chỉ được có 1.5 thôi các bạn. Và độ bền nó cũng yếu hơn cái kia, khá khơ khớ đấy. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ làm cái bộ giáp Titan đấy là hợp với nhà quản lý nha bạn ơi. Đây, đó là bộ giáp này các bạn ơi. Ui, cái nhẫn này mình có rồi này bạn. Nhẫn này mình đánh quái ra này. Còn cái này này các bạn ơi, giáp siêu thứ xịn xóa lắm các bạn ơi. Trời ơi, nhìn màu mê đúng không? Với là chế cái này nó khá là dễ các bạn ơi, không có khó. Nên là chúng ta cần bột quỷ lửa là một này. Và cái sắt này, cái iron này thì mình có thể chế đây các bạn ơi. Cái máy ép kia thì mình chưa có. Ví dụ như cái này. Cái này thì mình cần có cái máy ép này các bạn. Đấy, có máy ép để ép. Ủa? Thế chứ nãy mình nhìn công thức ra cái máy ép nhỉ, thế dở rồi. Thôi không sao, nhưng mà nó chế được các bạn ơi. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ chế ngay cái bộ giáp đấy nhá. Đầu tiên là mình sẽ làm cái tấm như là cái update core này. Update core này thì chúng ta sẽ cần bột quỷ lửa. Thế thì từ đi các bạn ơi. Chúng ta sẽ làm bộ giáp gọi là đắc Hermes trước đi. Bộ giáp đắc. Giáp đắc đắc bụi lửa màu đấy. Thì bộ giáp này đâu để mình xem nào. Chết sợ nó ở khu nào ấy nhỉ. Đắc. Ô, không có bạn nhỉ. Rõ ràng là có mà. Đắc Hermes đấy bạn. Ảo thật đấy. Ui, cái này cần vụn netherite mỗi cái là 2 lận các bạn, chết sỡ rồi. Hiện tại netherite mình chưa có nhiều.
mỗi giáp này là cần tới hai, tức là mình cần đâu đấy khoảng là vụn nè right, là mình cần phải có 8 cái mà là 8 vụn nè right đấy. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã có đủ nguyên liệu để chế tạo cái bộ giáp xịn sò rồi các bạn ạ. Đó là cái giáp Titan này. Thì bây giờ là mình cần có vụn nè right này, khối redstone và các thứ thì chắc là mình có đủ hết rồi bạn ơi. Vụn nè right trong này còn luôn đi. Đây 8 viên luôn, hợp lý vừa đủ luôn bạn ơi. Và cục redstone này, sắt này, đấy đủ nguyên liệu rồi nhá bạn nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cần một khối redstone này. Ok là đủ rồi nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cần thêm, đó chính là cái gì đây, để mình xem lại nào các bạn ơi. Đây thì chúng ta sẽ phải cần có cái Black Bow of Fabric này. Thì cái này chỉ rất là dễ các bạn ạ, chỉ cần gỗ với cả len đen thôi. Len đen mình lấy một đống đây các bạn ạ, tí nữa cần nhiều cơ, còn cần rất là nhiều len đấy các bạn ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần gọi là gỗ đúng không, à đây đúng không, cái que đúng không. Rồi ok, que. Và sau đây chúng ta sẽ bỏ này vào đây. Không biết là cần bao nhiêu cái, bạn ơi cứ làm đi từng này đi. Ờ 9 cái biết đủ nhá, làm thêm cái nữa đi cho nhiều luôn đi. Rồi 12 cái các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử lấy cái này ra đã. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái này là đủ một cái đúng không? Dark Hermes. Ui. Cái này legendary luôn đúng không bạn nhỉ? À không bạn ơi. Ấy ui. Cũng được vậy lơ. Ờ epic chứ bạn ơi. Đâu có thể xem cái này nếu mà đập lên thì cần cái gì nhỉ? Ô chết dở rồi, cái này mình không biết. Ê đừng nói là kia bằng len nha. Nói là đập bằng len nha. Ôi giời bạn ơi, cái này mình không biết đập bằng cái gì rồi. Nếu mà biết đập bằng cái gì thì cho nó lên legendary luôn, nó sẽ ngon lắm bạn ạ. Đây hai cái giáp này này. Cái này thì nó chỉ cộng 1.5 thôi. Còn cái này nó cộng tới tận là 2. Ở nó cũng chênh nhau một tí bạn ơi. Thôi kệ, hơn là được rồi bạn ơi. Rồi đến cái tiếp theo, đấy là mình cần cái này các bạn ạ. Đơn giản luôn, nhưng mà cái bộ này easy gaming. Ui cái này nó phải chứ nữa cơ. Thôi mình cứ chế xong một lượt đi nhá, xong rồi mình hẳn gọi là đập đồ sau nhá. Đó. Ôi thiếu cái này rồi, thiếu cái này rồi, từ từ. Đấy, làm thêm cái nữa là đủ, là vừa đủ luôn bạn ơi. Ok. Và bây giờ là đến cái cuối cùng, thế rắc mạnh mà sao làm chế dễ thế nhỉ. Rồi, đủ luôn bạn nhá. Thế chứ được có đúng mỗi này legendary bạn ơi, ảo thật đấy. Rồi bây giờ mình xem cho vào đây xem nó đập bằng cái gì này. Cho cái này vô đập bằng cái chết sợ rồi, cái này mình không biết đập bằng cái gì chứ. Đập bằng len à? Không phải, đập bằng cái này à? Ôi các bạn ơi, thế cái này đập bằng cái gì? Ơ kìa. Hay là nó đập bằng len rai sắt ta, thử nhá. Ôi sắt các bạn ạ, ủ vãi cả trưởng. Đập bằng sắt luôn các bạn ạ, thề chứ không hiểu kiểu gì. Bây giờ mình đang có đồ đập đây luôn nè, thì chắc là mình đập luôn nhá bạn nhá. Ok, yo. Đang phun độ bền đúng không? Sắt đúng không? Không phải đấy các bạn ơi. Cái này đập bằng vụn netherite các bạn ạ. Ừ đập bằng vụn netherite. Netherite hiện tại thì mình chưa có đi đào các bạn ạ. Mình còn chưa làm cái búa cơ. Netherite còn 3 vụn đây này. Qua nhà sinh PCL vay các bạn ơi. Qua sinh PCL vay thôi. PCL game mẹ. Đâu rồi? Chết sợ rồi. Nãy mình loot. Đây. Sinh PCL ơi. Alo Sinh video. Ca mình trời ơi cái gì đấy? Trời ơi Sinh có cái vụn nè rai không? Có bao nhiêu? Vụn thôi nhá Sinh chứ không phải là đổi kia đâu. Lấy bao nhiêu? Thế bây giờ Sinh còn bao nhiêu trong người đây cho ta vay đi, xong tí trả nhá. Ta còn 35 cái. Cũng được Sinh, vay 35 cái luôn. Để đập đồ phát Sinh ơi. Ok cảm ơn Sinh. Nhà mình ngồi. Ok bạn ơi, chúng ta đã vay được vụn nè rồi thì chúng ta sẽ đập lên legendary luôn nhé các bạn. Để đỡ gọi là sau này phải nâng cấp. Lỡ nâng cấp lên cái này xong nó bắt gọi là một cái khác thì thôi chịu đấy. Đây, đây và đây. Yes sir. Legendary. Legendary. Ui bạn ơi, xí bạn. Trời ơi tốn lắm bạn ơi, tốn lắm. Không thì chỉ cần lấy legendary thôi. Cho tôi vàng đi. Vàng ấy. Ui vàng này các bạn. Tôi bỏ có hai cái vàng lận rồi. Ôi. Không phải, tôi nhầm. Ok nhá, một cái nhá. Legendary. Đây rồi. Cộng độ bền áo giáp. Ui sao cái này cộng hơi cùi nhỉ? Không có cái nào cộng nó xịn xịn hơn tí nhỉ? Hết rồi các bạn ơi, hết rồi. Ui các bạn ơi, tốn lắm.
hai được hai cái này thôi. Chết sợ thật ra bây giờ mình phải đi đào bạn ạ. Đi đào xong làm tiếp nha bạn ơi. Bây giờ tôi đi đào này right đây. 2000 years later. Trời ơi, sau cái khoảng thời gian đào mướt mùa hoa huệ thì tôi mới được gọi là gần 2 stack thôi các bạn ạ, 1 stack rưỡi thôi. Trời ơi, 1 stack rưỡi này mà không đập được lên cái gì hẳn thôi đấy, tôi xin chịu đấy. Rồi ok. Đây là nó có hai cái legendary này các bạn ơi. Đây thì tôi chỉ cần đập hai cái này nữa thôi là ok la luôn rồi các bạn ạ. Chứ không phải tin được bạn ạ. Không phải tin được. Rồi ok, bây giờ ta sẽ tiếp tục cái hành trình và đập đồ nhé. Ui chết sợ rồi, hết cái này rồi các bạn ơi. Thôi có gì PC cái này PC nhiều lắm, PC bảo có gì qua nhà lấy các bạn ạ. Nên là thoải mái đây. Rồi đập đồ tiếp bạn ơi. Bây giờ là có cái mũ này. Đập vô, đập vô. Đúng. Legendary. Legendary. Ui các bạn ơi, thế tôi phải khoai lắm đấy. Thôi cứ đập đi nhá, đập cái nào ra legendary thôi. Chứ bây giờ epic hồi lông lắm bạn ơi. Trời ơi, sắp hết một cái mà không được cái legendary nào bạn ơi. Xí ba cháu đi mà. Rồi qua nhà Pixel xin ít cái vụn kia bạn ơi. Thế như tôi không thể nào tin được bạn ơi. Không thể nào tin nổi. Ơ chết rồi, đây 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 bạn ơi. Mượn đâu đấy tầm từng này đấy. Ok, hôm sau trả lại bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi. Tôi đang nghi ngờ đến cái nhân phẩm của tôi. Mẹ ơi, đập từng đấy mà không có xa. Đây, thôi bây giờ là đôi giày đổi vía bạn ơi. Trời ơi, vẫn không ra kìa bạn ơi. What? Thôi. Tôi phải đeo vòng vận may vào các bạn ơi. Tôi phải đeo vòng vận may vào ngay mới được. Không thể nào mà để như thế được bạn ơi. Chắc do cái này nó hơi xui bạn ơi. Tôi đeo vòng vận may vào xem nó may mắn hơn không nhá. Không nào tin được các bạn ơi. Trời ơi, cái bộ môn gacha này tôi chịu chết đấy. Có nào trừ lắc không đây? Hình như đang nghi có nào trừ lắc nhá. Ờ không có cái nào trừ lắc bạn ơi. Hình như còn từng này mà không đập được hai cái là tôi phải đi kiếm tiếp đấy các bạn ạ. Cái này rồi, hai đồ đầu rõ hên. Ở đây rồi các bạn ơi, 5% tốc độ. Cũng được, bạn ơi, cái legendary là được. Ui ui các bạn ơi, đúng là bỏ lắc vả nó may mắn hơn các bạn ạ. Ok, cộng 2 đồ biển giáp bạn ơi, hơi củi mà thôi cũng được. Nói chung là nó là đồ legendary các bạn ơi. Rồi, hình như tôi cất bớt đồ lên nữa xong rồi tôi làm tiếp nhá. Đây, cất này lên, cất này lên. Ui ui, còn 60 các bạn ơi. Tốn phết đấy, không đùa đâu. Chứ que quỷ lửa mình có đây này, que quỷ lửa này phân tách thành bột que quỷ lửa luôn này. Ok các bạn ơi, thì hiện tại mình đã có đủ nguyên liệu để mình chế bộ giáp rồi đấy, cũng khứ khứ rồi đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu chế thôi nha bạn ơi. Đây bỏ này lên đi, rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ cần gọi là cái gì nhỉ? Mấy cái tấm này các bạn ạ. Ừ, tấm này nó khó dễ chế các bạn ơi. Thì bây giờ là cần mỗi cái là 4 đúng không? 4 màu này lẫn bạn ạ. Cái này khá là dễ này. 4 đúng không? Bây giờ chúng ta nhuộm cái len đen một các bạn ơi, 4 cái, ok. 4 đi, vừa đủ đi bạn ơi, vừa đủ luôn đi. Rồi, đầu tiên là màu xanh này, đủ màu xanh rồi nhá. Tiếp theo là màu đỏ, 1, 2, 3, 4. Ok, màu đỏ. Tiếp theo nữa là màu hồng bạn ơi, chứ nhiều màu quá bạn ơi. Mỗi màu là mình cần 2, 4 cái. Ok, mình tính sơ sơ thôi, sai thì chúng ta tính lại tiếp bạn ơi, ok. Tiếp theo là màu xanh lá cây này, 4 cái luôn. Rồi ok, đủ chưa? 1, 2, 3. Từ nhà mình sắp xếp cho nó dễ các bạn ơi. Tiếp theo thì là màu cam bạn ơi. Màu cam, màu cam. 1, 2, 3, 4. Rồi ok, hồng có rồi đúng không? Hồng có rồi. 1, 2, 3, 4. Ok. Tiếp theo đó chính là màu này. 5 luôn à? Ôi chết sợ, 4 đi. Vừa đủ đi bạn ơi. Màu cam chưa có đúng không? 1, 2, 3, 4. Ok, tiếp theo là màu trắng bạn ơi. A few moments later. Bây giờ chúng ta sẽ nốt cuốn còn lại này. Thế nhưng không biết là mình đã dư ra cuốn gì thì các bạn ạ. Từ nhá, bây giờ mình phải chế từ từ phải cái này trước. Đó. Đúng rồi nhá. Bây giờ mà không đúng rồi thôi đấy. Rồi. Này. Và cái này. Ô Scala chưa? Chết sớ rồi. Tôi thấy là thiếu thiếu rồi đấy các bạn ạ. Ừ, 6 cái là khả năng là thiếu đấy. À 6 cái là chắc là đủ chứ. Ok bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cất cái que lên nữa này. Và cất cái len sang một bên nhá. Đó, tạm thời cứ để đấy đi. À, từ từ, block thì mình để chỗ khác đi các bạn ơi. Ừ. Đây cái giường này đang trống này. Đó, tạm thời để đây nhá các bạn nhá. Và ok, bây giờ chúng ta đến đó là phôi netherite. Và tiếp theo đó chính là cái gì nhỉ? Đây mình làm một đống một thể luôn nhá. Ờ, đây đúng không? Cái bàn này là làm ở à, đây bàn chế tạo đúng rồi. Ok.
Bây giờ tôi có 4 phôi này, right là 4 cái đúng rồi này, cho lên. Cho một lượt lên để xem mà thiếu gì. À, thừa cái này các bạn ạ. Thừa cái màu này các bạn. Cay thật đấy. Rồi. Thế là có đủ 4 cái các bạn nhá. Ôi giời ơi, bạn ơi nó khó khăn thì thôi luôn ý. Rồi bây giờ chúng ta cần thêm sắt các bạn ạ. Sắt đây và hạt sắt cũng có đây luôn các bạn ơi. Thì chúng ta sẽ phải nâng cấp cái này lên cái bây giờ hiện tại là upgrade core bay nhá. Thì chúng ta phải nâng nó lên gọi là cái metal các bạn ạ. Là cái này mình phải ép thêm cái đe vào cái này nữa thì nó mới lên được cái này các bạn ạ. Ui giời ơi, nó phải thế nữa các bạn ạ. Bây giờ là cái skill này là cá chế khá là dễ rồi đúng không bạn? Một cái được 4 lận các bạn ơi, easy. Đó, để thêm một nhiều vào. Đấy, thừa còn hơn thiếu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ép que quỷ lửa vào. Đây, đây và đây. Là chúng ta sẽ được cái core metal này 4 cái luôn nhé bạn ơi. Rồi, sau khi được 4 cái này thì chúng ta cũng sẽ ép cái đấy lên luôn. Đây, chính là cái này. Ép này, ở đây và đây. Trời ơi, các bạn ơi, chính nó. Mai mới làm được các bạn ơi. Ui, ngày tăng gọi là xịn xó phết chứ. 1, 2, 3 và 4. Yes sir, chúng ta đã có một bộ giáp tăng bao nhiêu nhỉ? 7,5 số tấn công bạn ạ. 7,5 số tấn công. Đây tôi sẽ đeo full một thể cho bạn xem nhá. Đó. Đeo full một thể nó sẽ được như này các bạn ơi. Ui. Trông ngầu phết đấy chứ các bạn. Trông gọi là như kiểu là cái gì nhỉ? Cái này mình thấy là giống công nghệ hơn bạn ơi. Thì mình thử xem cái kiếm của mình hiện tại cầm vào nó sẽ được lên bao nhiêu đam nhé các bạn ơi. Đấy, dây chuyền trước các thứ là ok này. Ê, từ vẫn đấy ok. Bây giờ tôi sẽ đeo thêm cái dây chuyền, nó chính là cái dây chuyền ruby của tôi. Đâu chết sợ lại con đi đâu rồi bạn ơi. Ơ tôi xong rồi, tôi lại con cái dây chuyền của tôi đi đâu luôn rồi các bạn ơi, nhìn chứ mất đồ lùm lum hết không biết như nào bạn ơi. Thôi kệ đi, theo hiện tại mình được bao nhiêu đam các bạn nhá. Cầm thanh kiếm này hiện tại nó lên được 25 tấn công lận các bạn ạ. 25 tấn công cộng 7,5 đam kìa. Ui cộng quá rồi cộng luôn. Bây giờ mà tôi có cộng cái kia cái vòng ruby của tôi nữa thì thôi tuyệt vời các bạn ơi. Ok bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi enchant các bạn nhá. Ok bạn ơi, thì hiện tại mình đã chuẩn bị đủ đồ để chúng ta có thể gọi là đi enchant các bạn ơi. Trời ơi cái chỗ dãy của mình nó gọi là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Dành một đống thời gian ra để làm các bạn ơi. Và bên này nữa này, bên này còn có rất là nhiều. Ô chết sợ rồi. Sao cái bảng ở đây nó tự biến mất hết các bạn nhờ. Ô rõ ràng mình có cái bảng hiệu ở trên ở đây này. Ôi giời ơi, nó bị lag các chế ơi. Không hiểu game kiểu gì các bạn ơi. Đây bây giờ mình sẽ thử về nhà lãnh địa bì ngô nhá. Và sau đấy chúng ta sẽ lại cái chỗ gọi là chỗ dãy 2. Thằng nó có lag. Đấy nó hiện lên các bạn ơi. Đây trời ơi bạn ơi, các bạn thấy nhiều là cái dòng enchant không? Cái dòng Reckless này thì mình chưa có biết là nó sẽ ép vào đâu. Mình nghĩ là ép một kiếm mà các bạn. Ừ ép một kiếm là ép một cái gì đấy. Mình thử đổi một cuốn đi nhá. Hiện tại mình có nhiều gọi là cái mà các bạn nhặt nè, leeching nè, ấy, quét cạnh nè, độ mềm mại luôn chứ. Trời ơi con rồi nó nhắn tin đây. Đang quay và đeo vớ va vớ vẩn thì. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ gọi là lướt tiếp cái chỗ dây của mình xem như nào nhá. Skook Smile này, Back of Saw có nghĩa là cái gì nhỉ? Cái gì? Cái này chết dở rồi mình. Cái này tăng kinh nghiệm bạn ơi, tăng kinh nghiệm. Thundering này, Stunning này, Lightning các thứ ấy, ngon luôn. Con này là con Soul Devour cũng là một cái vật phẩm để tăng kinh nghiệm bạn ạ. Rồi, ok. Bây giờ ta sẽ tiến hành gọi là về ép giáp của mình nha. Hiện tại là mình không biết là từng này level có đủ không nữa các bạn ơi. Rồi về nhà lãnh địa bí ngô đi. Đây, hiện tại là mình đã gọi là chuẩn bị một đống cuốn liền tràn đây để dành cho cái bộ giáp của mình. Thế chứ mình có một cái cuốn, đây là cuốn này để ép một kiếm nhưng mà thế chứ còn đâu đấy khoảng 3 cái dòng enchant nữa. Cái kiếm mình không biết là có đủ không mà hiện tại cái cấp để có mình có thể gọi là enchant cái kiếm là 100 các bạn ạ. Oh shit man, chắc là tôi phải đi gọi là farm dài đấy. Hiện tại có sửa chữa này, bla bla các thứ sửa chữa, chậm hỏng và bảo vệ mình ép hết lên gọi là 5 rồi các bạn ơi. Chậm hỏng bảo vệ sửa chữa 5 hết rồi các bạn nhá. Bây giờ ta sẽ ép vào giáp hết luôn các bạn ơi. Đấy, cởi bộ giáp ra. Rồi ok, chúng ta sẽ đập đe nha bạn ơi. Yes sir. Bây giờ chúng ta sẽ phải ép mấy sậm chậm hỏng sửa chữa trước này. 28 rồi đúng không? Đổi lại đây bao nhiêu? 5 thôi. Đấy. Cho gọi là chậm hỏng vào trước thì nó chỉ cần 5 thôi này. Đấy, chậm hỏng trước. Đấy, 5 bạn ơi. Đấy. Chúng ta phải biết cách nha bạn ơi. Mà là phải là biết chơi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta có chậm hỏng và sửa chữa này. Chậm hỏng sửa chữa bảo vệ. Còn cái rách lẹt thì mình chưa biết là ép vào cái gì các bạn ơi.
bảo vệ đúng không? Ờ đây, đây, 15 mà 15 đổi lại thì bao nhiêu? Là 17, thế đổi lại các bạn ơi. Thì chúng ta sẽ cho cái chậm hỏng sửa chữa vào trước nhé bạn ơi. Đó, chậm hỏng sửa chữa vào trước chỉ cần có 15 thôi, yes sir. Ê! À đúng rồi, đúng, thế tôi nhầm chứ, ok, tôi tưởng tôi nhầm. Rồi, ok. Ờ, bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái này vô, bỏ cái này vô. Ui dồi, 28 một lượt nước chế ạ. Ui, reglet là cho vào cái này này các bạn ơi. À, cái này là sau khi bị dính 60% đang sau khi dưới 60% thì mình sẽ được tăng hiệu ứng strength các bạn ạ. Cũng được nhỉ, hay là cho vào luôn đi các bạn nhỉ. Ừ, hay là cho vào luôn đi. Reglet đúng không? Reglet. Ok, chỉ có reglet 3 là mắc rồi, 3 là mắc rồi. Ui, cái nào cũng được này. Wow, cái nào cũng enchant được luôn các bạn ơi, ngon. Thế thì bây giờ mình qua chỗ dãy mình làm thêm hai cuốn reglet nữa, đúng các bạn ơi, giàu quá mà. À, hiện tại là mình hết sách rồi đúng ta. Chết dở rồi, hết sách các bạn ơi. Con nào đổi sách không? Ui, con này đổi sách mà hơi đắt bạn ạ. 4 là hơi đắt đấy. Con nào đổi 1 thôi. Con nào cũng 4 bạn ạ. Ừ, thôi con nào đổi cũng 4 được. Mình chỉ thiếu 3 cuốn thôi bạn ơi. Ấy, mình còn có sách mà. Trời ơi, tôi ngu quá bạn ơi, không sao. Ờ, đằng nào bây giờ tôi cũng đang giàu mà. Đây, thiếu gì Emerald bạn. Emerald có thể đổi được mà. Reglet nè. 4, ok, đủ 4 cuốn rồi nhá. Bây giờ mình sẽ về ép. Thế chứ tôi nghĩ là không có đủ level đâu. Hiện tại tôi đang hơi thiếu level một xíu bạn ạ. Lãnh địa bí ngu. Ok, ép Reglet vào. Trời ơi, một đống dòng bạn ạ. Thế chứ. Rồi, này vô trước. Reglet là 21 đúng không? Đổi lại nó phải 3 mấy đấy. À, 27 thôi. Ok, 21 thôi các bạn ơi. Cho này vào trước này. 1, Reglet, 21. Ô, chết. Đây, đây. Ok, 3 nhá, đúng chưa? 3 con này, ồ đúng rồi. Ok là. Và bây giờ chúng ta sẽ ép nó vào giáp nha các chế ơi. Trời ơi, 50 level. Trời ơi, 50 level một lần các bạn ơi. 50 level một lần. Xong một này, chết dở rồi, không có đủ rồi các bạn ơi. Nhưng mà thôi không sao, hiện tại level mình farm khá là nhanh các bạn ạ. Đây, 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 và đây. Rồi bây giờ là mình đã có cái này rồi này, mũ và quần rồi. Mình còn thiếu giày và cái này thôi. Ok, qua chỗ farm của mình nhá. Bây giờ mình cho các bạn xem cái chỗ farm XP của mình luôn. Ngon các bạn ơi. Đây chính là cái chỗ farm XP của mình các bạn ơi. Hiện tại là mình đã có gọi là cái Skyvenger các thứ nữa ấy. Thì việc farm level rất là nhanh luôn bạn ạ. Ấy, 32 level. 4-5 level lần 33 này. Đấy, rất là nhanh luôn bạn ơi. Hiện tại là do mấy bọn này nó còn spawn ít đấy nhá. Tí nó spawn nhiều cơ. Ấy, hiện tại ở đây có 5 cái lồng spawn con skeleton lần các bạn ạ. 5 cái lồng skeleton lần thì các bạn biết rồi đấy. Tuyệt là vậy. Ở kìa. Đấy, nó bắt đầu nhiều lên rồi đấy bạn ơi. Từng này đủ mình farm thoải mái bạn ơi. Căn bản là kiếm bây giờ hiện tại là mình đang hơi cùi một xíu thôi các bạn ơi. Kiếm bây giờ đang hơi cùi. Ok, enchant lên. À, cái gì quên mất. À, đánh hết bọn này đi. Đấy, 45 đấy các bạn ơi, nhanh không. Bây giờ chơi kiểu là mình cứ enchant hết. Ôi, mình cầm nhầm kiếm đấy. Không, đúng kiếm của bạn ơi. Ok, sao mình ép hai kiếm của này là ok luôn đi. Ok, bây giờ hiện tại là đang level 51 rồi này. Đấy, bây giờ giáp của mình có cái lightning nên là cứ nó cứ hồi liên tục thôi các bạn ơi. Tuyệt cái nhà mà vời luôn đi chứ. Rồi, ba con này để mình xem được bao nhiêu các bạn nhá. Đấy, ba con này lên 54 rồi các bạn ơi. Quá là nhanh luôn đúng không? Bây giờ mình về ép một phát hết 50 level đấy. Ok. Hay là bây giờ mình về mình ép xong rồi mình hẵng gọi là đi farm tiếp nhở. Ép xong farm tiếp được không ta? Hợp lý hết thôi, bây giờ mình về mình farm tiếp, ép xong farm tiếp nhá. Ok, bây giờ là mình sẽ ép vào cái Lightning. À quên mất cái áo chứ nhầm, cái áo, ép vào cái áo. Đấy, giáp của mình bắt đầu khơ khớ rồi đấy các bạn ơi. Áo này, bảo vệ chậm hỏng này, level 50. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Quá nhiều đấy, mình còn vẫn còn 36 cấp nhá. Ok, chỉ còn một cái giày nữa thôi là chúng ta đã có một cái bộ áo giáp gọi là siêu cấp xịn sò rồi. Còn kiếm thì mình sẽ ép sau các bạn nhá. Kiếm cần nhiều level quá. Kiếm thì cần nhiều quá là bây giờ hiện tại là không chưa có đủ. Mà kiếm nhá, hiện tại mình đã còn một đống dòng thôi. Chắc là tôi nghĩ và ép xong quả kiếm này phải đâu đấy 400 level các bạn. 400-500 level đấy, không có đùa được đâu. Còn kiếm này chỉ là kiếm đánh nhau thôi chứ không phải là kiếm farm nhá. Cái kiếm này này mình làm dùng làm kiếm chính nhá. Kiếm đấy sẽ đi đánh nhau thôi chứ không phải là kiếm farm. Ok lá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ 44 đây này. Đánh lên 50. Chúng ta sẽ y ra lần cuối cùng 45 rồi. Các bạn thấy nhanh không? Đấy, như kiếm farm này đúng nhanh các bạn ạ. 46 rồi. 47 rồi. Trời ơi. Đây là còn chưa ép mấy cái nhiều là
Cái gì nhỉ, mấy cái dòng xịn xịn các bạn, mấy cái dòng mà tăng kinh nghiệm ấy, còn có hai cái loại để tăng kinh nghiệm nữa cơ. Tôi chưa ép thử mà thôi, còn ép nữa thì thôi các bạn ạ, hết nước chấm luôn đi chứ cần. Ok là, con này mày vào đây. Vào đây, 50 ngay các bạn ơi, các bạn thấy chưa, level nhanh không? Ui dồi, đây ba con này này, ba con này phải lên được 4 cấp đấy các bạn ạ, 4 cấp đấy, mùa đâu, ấy, 54 ngay. Rồi, về nhà ép nốt thôi các bạn ơi, lãnh địa bí ngô. Và bây giờ tôi sẽ ép nốt, đó chính là cái, các bạn thấy không, không cần mất đồ, không có mất áo giáp luôn, nãy giờ đánh không mất áo giáp luôn. Giày, giày thì bây giờ chúng ta sẽ, rồi, thế là quá đu đủ cho một bộ giáp rồi các bạn ạ, quá đu đủ cho một bộ giáp rồi. Hiện tại là cái cấp của mình lên được đâu đấy là 50 đấy các bạn ơi, đúng nhỉ? Ở 52 các bạn ạ, 52 luôn rồi. Cộng một cái gì đây chứ, chết dở rồi, đang không biết cộng một cái gì cho nó xịn sò. À đây 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 đây, có tốc độ đánh này nữa các bạn này. Tốc độ đánh nhá, mình sẽ cộng vào tốc độ đánh. Càng nhanh càng tốt mà. Đấy. Thế chứ không biết là cộng này đã đúng chưa các bạn ạ. Stamina là cái gì tôi còn chưa biết này. Magic, đây là cộng magic và giết các thứ rồi. Ok, rồi các bạn nhá. Đây, để bây giờ mình cho các bạn xem, cho này vào thùng rác này. Ok, thanh kiếm của tôi bây giờ là còn thiếu những cái dòng gì? Hiện tại là sắc bén có rồi này. Đây, đây là cái gia tài là mình sẽ ép vào kia thôi. Quét cạnh mình chưa có đúng không? Ừ, quét cạnh cũng chưa có đâu. Lấy quét cạnh ra đi. Rồi ok. Hiện tại là mình có 1 2 3 4 5 6. Đấy, 6 cái nhá. Cái này có looting rồi này. Ok, bây giờ mình sẽ qua bên chỗ gọi là chỗ dễ 2. Và chúng ta sẽ check lại mấy cái dòng nhá. Đầu tiên là cái dòng Echo. Echo này sẽ tăng đam AOE cho mình là 3 block các bạn ạ. Nó sẽ tương tự quét cạnh thôi. Là thiếu Echo này, Stunning này là 2 này, Thundering là 3, Thundering là set các bạn ơi, là 3 này. Skook Smile có nên có cần đúng nhỉ? Là 3 này đúng không? 3 Leeching là 4, Skook Smile là 5. Chủ ơi, còn mình thiếu 5 cuốn lẫn các bạn ạ. Phái cả trường nữa chứ. Sâu Devour này tăng kinh nghiệm tiếp rồi các bạn. Trời ơi các bạn ơi, thiếu 5 cái nữa mà hiện tại này, đây, để mình cho các bạn xem này. Để cái đen lên đây nhá, cái kiếm của mình này, cho cái dòng này vào. 109 cấp. Ôi trời, chết dở rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi mới nhận ra một điều là cái giáp này không phải là cho mình gọi là dưới phần 60 máu thì mình sẽ được, mà nó sẽ trừ cho của mình là 4% máu các bạn ạ. Ấy xì ba sáu nhí má thì chứ, hiện tại mình đang có 200 mấy máu, nó trừ phát còn 90 máu các bạn ơi. Oh shit man, chứ mà không biết là có ăn thua gì không đây. Mình căn bản đây trong cái này ấy, là máu nó cũng không có gọi là giúp ích gì nhiều đâu các bạn ạ, nó cũng chỉ là một phần thôi, quan trọng là đam này kia thôi các bạn ạ. Hiện tại bảo vệ bảo viết này không biết là quan lại con kia không các bạn ơi. Thôi thử con Gordon nhá, thử Gordon nhá, lỡ ngố gì phát là mình chạy luôn nhá bạn ơi. Hề chứ, 90 máu không biết là con nào ăn không đi các bạn ơi, hề chứ cũng sợ phết đấy. Ok, dụng Gordon vào đây các bạn ơi, có gọi là gì phát là mình bay về nhà luôn nhá bạn ơi. Hề chứ nó bắn chết đấy các bạn ơi, không đùa đâu, tôi hơi rén rén đấy bạn ơi. Từ nhá, tôi phải ăn quả táo vàng vào đấy cho nó gọi là an toàn bạn ơi. Ok, mày vào đây, vào đây. Ôi, chém nhanh nha bạn ơi, chém nó một bị một đống cái gọi là hiệu ứng nha bạn. Shit. Trời ơi, đâu mày đánh tao cái đi. Đánh tao cái. Ôi giời ơi, đánh cái nữa. Ui, một máu. Ui. Trời ơi bạn ơi, giáp mạnh nhất là cái gì? Giáp mạnh nhất là cái gì? Thế chứ, nhưng mà mình đang có hấp thụ mà các bạn. Ừ, hấp thụ. Thực ra là mình thấy máu cũng ok. Bây giờ nếu mình cầm cái kiếm vào thì mình có tận là 45 đam nhá bạn ơi. Mà sau khi mình cởi áo giáp này thì mình chỉ còn có 21 thôi. Nó tăng cho mình gọi là gấp đôi đam các bạn ạ. Chứ nhưng mà máu nó hơi ít các bạn ơi, máu hơi ít, hơi rén các bạn ạ. Đấy, chứ máu hiện tại được có 91 này, cởi ra một cái là lên bao nhiêu? Không các bạn ơi, cái này là chỉ cần ép vào thôi là nó đỡ trừ rồi. Đấy, chỉ ép vào thôi là nó trừ rồi. Nhưng không biết rách lẹt này nó có. Thế thì có ép được vào cái này không? Ép được vào kiếm kiếm các thứ luôn không? Chứ ép được nữa là ngon hết nước chấm luôn đấy. Rồi con Gordon đã ra đây này. Bây giờ mình solo nó ngay tại đây luôn, không cần phải xoắn bạn ơi. Hiện tại là mình sắp đủ level rồi. Các bạn nhìn á, mình solo nó không cần gọi là không cần phải chạy đâu nhá. Nhìn này. Ui trời ơi, hồi lông bạn ơi, hồi lông. 200 level mày làm sao mày ăn tao đấy? Mày làm sao mày ăn tao đây? Ui. Bây giờ Zamban Gordon các bạn ạ, Zamban Gordon.
Thì cái bộ giáp này cho mình nhá, ngoài việc là trang nó chữ giáp của mình, thì nó sẽ cái nội tại của áo giáp này ấy, là sẽ cho bọn quái vật này là một đống hiệu ứng xấu luôn các bạn ạ. Hết lực chấm, hết lực chấm, hết lực chấm. Anti vào, anti vào. Rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây. Lên 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 lên. Ui, còn khá nhiều đấy các bạn ạ, khá nhiều cấp nữa đấy. Nói chung bây giờ mình cần khô để rồi nó nghe tiếng của mình rồi, phải vào đây, phải vào đây. Chém như chém bù các bạn ạ, nhìn kìa. Mình đánh con Golden kìa. Rồi nhá, hiện tại là mình đang có 71%, thì không biết đánh một con Golden lên được bao nhiêu các bạn ạ. 500 cấp cũng cho gì xịn xịn thì thôi đấy. Ok. 71 lên 71% nhá. Ui, một con được 3% chứ ạ. Thế bây giờ là mình phải đánh 10 con thì nó mới lên level đấy. 10 con đấy các bạn ạ, không phải đùa đâu. Thôi các bạn ơi, không sợ các bạn ơi. Bây giờ sợ sệt, sợ sệt gì mấy con này nữa đúng không? Giáp mình lại hồi hết rồi các bạn ơi, các bạn thấy chưa? Đam thì quá trời luôn, kiếm này bình thường nó chỉ có gọi là 5 đam làm cho phát 30 đam bạn ơi. Bỏ hết cái này thì nó chắc đâu đấy khoảng tầm 20 ở đấy. Nó tăng thêm phần trăm đam các bạn. Đấy. Ồ. Từ nha. Nhưng mà cái giáp này bình thường nó đã cộng đam rồi mà. Cộng phần trăm đam rồi mà các bạn. Ơ. Chết sợ rồi. Từ từ nha, tôi có gì đấy sai sai, có khả năng là tôi phải làm lại bộ giáp đấy bạn. Ừ, có khả năng là tôi phải làm lại bộ giáp đấy. Từ nha, bọn này rồi. Từ. Ok, tự nhiên mất đống máu hơi kỳ đó các bạn ơi. Đây, hiện tại là cái giáp này, mình phải vào cái này mình mới thấy đúng này. Ờ, đây. Đam đây đúng không? Trừ 5 số tấn công 3,5. À đâu? Giáp là nó kia rồi kìa các bạn. Giáp là nó trừ rồi kìa các bạn. Giáp là nó cộng hẳn vào rồi nhá. Từ từ nhá, bây giờ mình bỏ bộ giáp này thì xem nó trừ đi mấy dòng. Ờ, đây. Ở đâu? Nó vẫn thế các bạn ạ. Ừ, nó vẫn thế. Ừ, thế là tính ra là cái rách lẹt kia là mình thấy nó không ăn thua lắm các bạn ạ. Ừ, nó không ăn thua lắm. Bây giờ là mình đang có Strength 3 này các bạn. Strength 3 không biết là của cái gì luôn ấy. Ờ, các bạn ơi, khả năng là thấy hơi hôi hôi nha. Quái này đánh hôi lông gì mình các bạn ơi. Thế như đánh quái nó ra vừa nhiều vừa được XP các bạn ơi. Quá trời XP luôn kìa các bạn. Đói, được luôn đấy chứ. Hiện tại là mình đang có gọi là 94% các bạn ơi, sắp lên một cấp nữa rồi. Sắp lên gọi là 50 cấp rồi các bạn ơi, thực là vời luôn. Thì lên cấp này như là mình được cộng máu đấy các bạn ạ. Ừ, cộng thêm máu đấy. Ừ, mong là thế các bạn ơi. Chứ máu hiện tại mình thấy hơi ít đấy. Ừ, đây này, nếu mà cộng đây thì nó sẽ cộng cho mình là 25% max heal. À, cộng lên mấy cái này nữa. Ui. Thế bây giờ mình đi ra đây à? Chết sợ, không biết có được không nhỉ? Và cứ thử từ đi bạn ơi. Thế đấy, nếu mà mình cộng ấy, thì mình chỉ còn được 7 cấp nữa là hết cỡ rồi các bạn ạ. Ờ, 7 cái điểm point là hết cỡ rồi. Nó chỉ giới hạn cho mình là được 50 mấy thôi, 50 coin, 32 coin sao ấy. 32 point ấy nhỉ, mình nhầm, sorry mọi người. 32 point thôi. 94 các bạn ơi, quá nhanh. Rồi. Dầm ba con này bây giờ chém gọi là phát một bạn ơi. Đấy, có line mending rồi nó sửa gọi là kiểu bạn kìa. Các bạn thấy không? Sửa nó sửa là vĩnh viễn luôn các bạn ơi. Không phải lo về gì về cái là cái độ gọi là sửa chữa của nó luôn các bạn ơi. Chứ cứ hồi phục là sửa, cứ hồi phục là sửa các bạn ơi. Bất tử luôn đi chứ cần 70 cấp rồi các chế ơi. 95 rồi. Cái con này thì farm nó lâu hơn con Warden các bạn ơi, cộng ít điểm hơn con Warden. Nhưng mà nó ra nhiều các bạn ơi. Thế là mình thấy cũng Oscala. Ok. Ok, mấy con này nữa. Chém ít con nữa lên ngay bạn ơi. 95. Ô, vẫn 95 mà. Chết sợ rồi, nãy 95 mà ta. Chết đây. Ồ, 96 chưa? Vẫn 95 các bạn ơi, what the hell. Ảo thế nhỉ. Thế chứ bây giờ mấy con này mặc dù kiếm mình nó chỉ có 30 đam thôi. Nhưng mà các bạn chém nhờ ôi, chém gọi là tuyệt là vời luôn ấy. Cái đam này tính nhiều theo là theo phần trăm ở đầu. Mình chém ở đầu, tay hay là thân ấy các bạn. Chứ không phải là cứ chém vào người là nó auto là 30 đam nhé bạn ơi. Đấy, lâu lâu nó chỉ có được 11 đam các bạn. Nên là hên xui thôi. Ok. Đứng đây farm tí nữa là lên bạn ơi. Vẫn, ơ, vẫn 95 các bạn. What? Ảo thật đấy các bạn ơi, vẫn 95 rồi. Cái nữa lên vẫn 95 mà tôi 99, ờ hình như sắp lên 94 rồi đấy. Con này lên 94 hay sao này. Hình như thế bạn ơi. Ơ, vẫn 95 các bạn ạ. Ô. Thôi bỏ đi bạn ơi, mình nghĩ là đánh Warden đi bạn ơi, Warden nó nhanh hơn. 95 thì mình cần phải đánh 2 con nữa. Hai con nữa cũng hơi khoai đấy. Rồi bao nhiêu rồi? Trời ơi các chế ơi, tôi thấy sao tôi thấy à. Bây giờ đánh quái bắt đầu khó rồi đấy các bạn ạ. Ờ, bắn đánh quái gọi là khó lên level đấy. Bây giờ nếu mà muốn nhanh ấy là tôi sang đánh với đơn dần. Đơn dần thì vừa kiếm được đồ vừa đánh quái rất là nhanh các bạn ạ. Ờ, quái lên rất là nhanh luôn. Rồi, 9 mấy? 96 rồi, bây giờ mới 96 các chế ạ.
chắc là mình sẽ farm lên 97 đi và đánh một con Warden nữa là auto là lên được 3 cấp bạn ơi, là auto là lên được đúng rồi 3 cấp. 3% chứ nhầm, 3 cấp là nhầm đấy. Là ok hơn đấy. 96. Wow. Đánh đây một tí nữa đi các bạn ơi. Sau đó mình sẽ sang đánh con Warden. Ô Scala luôn các bạn ơi, 97 rồi các bạn ơi. Chứ sao tự nhiên có lúc chậm lúc nhanh các bạn nhỉ? Chả hiểu kiểu gì luôn các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đấm một bé Warden nữa là tuyệt vời luôn các bạn nhá. Warden này rồi. Ra đây con ơi, con cuối cùng cho nó được cộng điểm nhá các bạn nhá. Cộng điểm lên cộng cái điểm gì đấy các bạn nhỉ? Không biết cộng điểm gì các bạn ơi. Tầm đánh stamina. Ờ cái này heal cộng heal rolling distance và heal cái gì mình không có rõ này. Cái này thì hình như là cộng hồi healing và self healing power. Power không biết là có ngon hay không đây các bạn ơi. Đang phân vân không biết là cái nào xịn sò, tôi cộng đi các bạn ơi. Có gì thì mình sẽ sửa lại điểm sau cũng được. Cứ test thử các bạn ơi, cái nào ngon thì mình lấy. Ok. Bây giờ ta sẽ gọi là bỏ bớt đồ linh tinh tinh vào đi này. Mình được một cái dây chuyền bạn ơi. Bây giờ mình thử đánh con Warden này là mình xem được gọi là cái đồ gì xịn xò nhá. Như đánh hồi trước ấy thì mình đặt hẳn một cái gọi là cái gì là cái vòng cộng 40 máu bạn ạ. Vòng cộng 40 máu rồi nhá. Ok, chơi. Chém luôn bạn sợ gì con này. Rồi con này bây giờ tăng lên khứa máu rồi đấy. Gọi là tăng lên được 40 máu bạn ạ. Rồi, sắp chết. Mình lấy kiếm này mình đánh nó. Ok, easy gaming 53 điểm. Quá tính toán quá hợp lý luôn. Cái này thì nó cho mình một cái claymore trừ một đống hiệu ứng các bạn. Và mấy cái này thì thôi, bỏ đi các bạn ơi, bỏ đi mà làm người. Cùi lắm. Cứ tưởng VIP xịn sò như nào, ai ngờ cùi bắp hết các bạn ơi. Làm một con nữa, test một con nữa thử các bạn nhờ. Hay test một con thử nhá, cái này vứt đi, cái này vứt luôn này. Mấy cái đấy mình không cần bạn ơi. Giáp giết các thứ bây giờ mình quá VIP rồi. Nó tự hồi độ bền luôn rồi. À hồi cái gì nhỉ? Hồi cái này phải độ bền nha, đúng rồi độ bền đấy các bạn ơi. Đấy, 3 4 giáp kia không biết là giáp gì. Ok, chơi tiếp quán cuối các bạn nhá. Mày vào đây. Vào đây mày chơi với tao. Trời ơi các bạn kìa. Ui không chặn được mình đi này, nó không chặn được người mình luôn đấy. Phải bắn làm sao chặn được mày tụi vào người tao. Phải bắn chứ. Rồi, lấy vũ khí này ra. Mày. Rồi, được cái gì nào. Ui giời, một gậy phép. Tính ra chả có gì xịn xò đấy các bạn ạ. Ở hôi lông lắm. Đấy, bây giờ mình hồi máu là mình lại giáp, mình lại sửa đấy các bạn. Trời ơi các bạn nhìn kìa. Ui xôi sửa như điên luôn các bạn. Ăn tiếp là nó sửa tiếp bạn ơi, càng ăn nhiều nó càng sửa xịn xò các bạn ơi. Đấy bạn thấy chưa? Thấy nó sửa chưa? Ui xôi. Ui. Nó nhảy kìa. Thế là thôi bây giờ mình không lo về vấn đề độ bền rồi, cứ có thức ăn là có gọi là hồi nhá các bạn ơi. À, con rồi này. Mày dám đánh tao á? Ok, một cháu Warden lại ra rồi các bạn ơi, làm nốt con cuối nữa không các bạn nhè. Bây giờ Warden thì mình hit and run được rồi các bạn ạ, không sợ đâu. Như nó nghe tiếng của mình rồi đấy, Qua đây cháu ơi, qua đây chú dễ đánh cháu này. Hiện tại là 90, 94. Ồ nãy 91 là càng lên level nó càng lên máu đấy các bạn ạ. Càng lên level càng lên máu đấy. Bây giờ có một điểm rồi đúng không? Mình sẽ cộng vào cái gọi là cái này không cộng được nữa rồi này. Cái này cũng không đúng không? Cái này cũng không được rồi. Cái này cũng không luôn. Chỉ cộng được cái này các bạn ạ, healing này mình thấy là ok la này. Mấy cái healing là chắc là hồi máu đấy các bạn ạ, đánh vừa đánh vừa hồi máu đấy. Vào đây. Siêu chém. Sao mình không thấy nó hồi lắm bạn nhỉ? Sao mình không thấy nó hồi máu lắm bạn ạ? Trời ơi, chém Warden kìa, ui đào chậm mù quáng yếu đuối kìa. Nhưng mình đang không biết nếu mà đánh người thì nó sẽ như nào thế các bạn ạ. Đánh một người không biết nó sẽ như nào. Ok, từ này là mình một chém chết. Ok. Ui. Đứa gậy tôn một không kìa các bạn. Và một cái nhẫn. Eo ui, nhẫn này hơi cùi các chế ạ. Nhẫn hơi cùi nha. Đến chứ. Giáp lại phổi full hết rồi. Thôi, thế là được rồi các bạn ơi. Hiện tại là mình có gọi là áo giáp là siêu cấp xịn sò VIP Pro rồi. Đấy, cái ui cái này cũng tăng các thứ chứ. Mỗi tội là nó chỉ có gọi là 1% sức tấn công, 1 sức tấn công, 2 tốc độ tấn công. Úi giời. Black Myth Cung Công này dở rồi. Chưa đâu về test Black Myth Cung Công xem như nào nhá. Gậy này thế chứ ăn thua gì các bạn. Ơ đâu rồi? Đây. Cũng là màu tím đấy các bạn nhá, không có đùa được đâu nhá. Từ mình ăn vào đã xong mình lên trên kia mình test gậy ngô không các bạn xem này. Lãnh địa bị ngô, ok. Gậy ngô không thấy mình về thấy mấy con rời kia múa là ác phết đấy chứ. Rồi, hãy xem ngô không múa đây. Cái chiêu thứ nhất, chiêu chuột trái nó sẽ cho mình cái lốc xoáy các bạn ạ. Lốc xoáy. Lốc xoáy nhìn nó còn lỏ các bạn ơi, nhìn nó kiểu bị hôi lông kiểu gì ấy. Chiêu thứ hai. Úi dồi ôi. Nhảy đây đi tận đâu rồi. Ơ thôi và nhảy xuống đúng không. Ôi giời. Và chiêu thứ ba.
Trời ơi, helicopter bạn ơi, helicopter. Không biết là cái này kháng đam không bạn, chưa thấy là helicopter lắm bạn ạ. Nhưng nó có kháng đam không đấy? Để mình thử dùng cái chiêu gọi là thứ ba này vào mấy con này xem nó mình có bị gọi là tấn công bạn nhá. Ở dưới này có con gọi là chết đuối này các bạn ơi. Âm hồn đâu rồi? Âm hồn vào đây để cho chết test đam coi. Đây nha, hiện tại là mình sẽ bị con này đấm đấy. Nên là mình sẽ bật cái chiêu ba lên. Ơ chết chết chết, nhầm. Chiêu ba lên. Ui. Ui. Con kia mình thấy là 60 máu. Mà sao đam nó to thế các bạn? Ờ, hơi bị nghi ngờ nha. Đâu mình thử qua bên kia mình test lại xem một phát nữa đi. Ờ, test thử phát nữa đi xem nó như nào. Không cảm thấy là nó đam đốt nó to lắm nha. Đã thấy đống máu mà mình dùng chiêu phát là nó chết luôn các bạn ạ. Ừ. Hoặc là có khả năng là cái vũ khí của con này thì yếu. À cái gì à, cái đam vật lý con này yếu. Nhưng mà cái phép nó lại mạnh. Khá là nghi ngờ. Ok, qua thử nhá. Ờ, phạm XP đi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử gọi là dùng chiêu 3 ở chỗ mấy con này xem nó có mạnh nhá. Đầu tiên là chiêu cái này này. Ôi chết sợ ơi, ấn click nhầm bạn ơi. Đấy, chiêu 3 đây. Helicopter. Ui, các bạn nhìn nó đốt kìa. Cũng có vẻ là ok là đấy. Rồi, chiêu chuột phải. Farm thì cũng ổn các bạn ạ. Ờ, thấy nó quẩy cũng ok. Kiểu như là cái phép nó cũng khá là mạnh ấy. 7 ma phép thần thông nó cũng khá là mạnh ấy. Bây giờ nha, mình cứ đứng ở đây rồi. Chiêu 3. À, từ tầm này nó không đủ tầm bạn ơi. Như này nó không đủ tầm. Lại gần thêm một tí nữa. Ấy, các bạn thấy chưa? 17 đam một lượt. Rồi, còn chiêu 2 thì nó... À, đây chiêu X kìa bạn ơi, chiêu 2. Nhảy lên chơi. À, đây không, đây bị che rồi nên không nhảy lên trời được bạn ơi. Đây, mình đứng đây, mình ấn chiêu 3 này. Đó. Nói chung là cũng được bạn ơi, cũng xịn. Đấy, gậy tôi cũng không ấy bạn ơi. Trời ơi. Không biết là đánh nhau nó sẽ như thế nào thôi. Tối nay mình thử đi đánh nhau như nào các bạn nhá. Hiện tại là mình có đồ VIP rồi. Farm level đến tối là chắc là mình nghĩ là mình có thể đủ level để nâng cái kiếm đấy. Ok bạn nhá, hẹn gặp lại các bạn trong video tập sau. Tập này là mình làm bộ giáp này là xịn con nhà bà sò rồi các bạn nhá.